to see. No, I just saw. I got to do go to Chia Gachi. Okay, Chara. Check it out. Go. Chalo be two sorry for the pato. As she can't come and it goes like that. The sky. Need to know the banner. Get you a bite. She can be your star. I got to need. You like that? Honey, baby, you ain't no muscle. When it come, yes, stop that. Catch me, I just so what's up now? What's up? I'm right back. Right back. Benjing, you go back. Perfect. Benjing, you had it. Don't like me, then tell you how you like that. Like that. The calm, honey, go set shine like the star. Could it show the chimney? I kiss you goodbye. Check out the USO, I caught Johnny. It's a blood, Hana, to say. Ha, how you like that? You like that, da 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 da. You like that, bopping, bop, boom, boom, boom. How you like that, da 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 da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now you. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Yeah, 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 yeah. Bring out your bop beats. Yeah, 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 yeah. Black bang, doom, 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 doom. How you like that? Doom, 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 doom. You gon' like that? How you like that? Woo! Oh! Blackpink! Cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. To say, 안녕하세요, Blackpink 김입니다. Concerned, can you speak Vietnamese? Học chút chút thôi, không có biết nói quá nhiều về điều đó rất là khó. Tại vì tiếng Việt nó là một cái tiếng rất là khó, mà nếu mình nói nhiều thì nó lại không phải có cái ai cũng có thể nói được tiếng Việt. Nhưng mà nếu mà nói tiếng Việt nhiều quá thì mình là người Hàn Quốc mình rất khó. Nhưng mà nói hơi nhiều không ạ? Nhiều hơn cả MC luôn không ạ? À, học nhiều, hiểu nhiều. Bây giờ nói nghe nè, mình giới thiệu các bạn thành viên trong nhóm Hồng Đen của mình nha. Tạm thời Jenny đi ra nha. Phắc, phắc. À, xin giới thiệu mọi người, đây là hot tiktoker Lê Bống, đây là hot tiktoker Trà Đặng và đây là hot tiktoker Linh Cun. Yeah. Jenny, go. Ok. Bây giờ Jenny ơi, cho hỏi là tại sao mình có được một cái thân hình nó vượt trội hơn so với các bạn cùng trang lứa khác trong nhóm của mình. Ôi, vậy ạ? Ôi, nói ra thật là ngại quá. Ngại quá hả? Blackpink đến với Việt Nam, đồ ăn rất là tuyệt. Tuyệt Blackpink ăn quá trời luôn, nhất là Jenny. Mọi người cấm không cho Jenny ăn nhưng mà Jenny rất thích ăn. Thích ăn nhất ở Việt Nam là cơm tấm sườn bì chả ốp la. Mỗi ngày ăn 3 bữa cơm tấm. Thì có một thân hình Jenny như bây giờ. Nhỏ tay các bạn sorry, ơi. Sorry. Chị Mỹ Linh ơi, chị thấy tiết mục của bạn Long Chun ngày hôm nay như thế nào? Rất Hàn Quốc, rất giải trí, rất Blackpink. Mà cái pink ấy là gấp 3 lần black ấy. Trời ơi. Pink có một thôi mà black trời có 3 lần. Chị Mỹ Linh chỉ twist một cái. Nhưng mà tài ghê nhá. Yeah. Tại sao mà cái đùi cỡ kia mà lăn lộn cũng khéo lắm. Có kém cạnh gì đâu nhỉ? Giỏi quá. Người đẹp, người ta nhỏ bé, người ta lăn lộn đó là chuyện bình thường. Nhưng mà mình gấp 3 lần người ta. Gấp 3 lần người ta. Và mình lại vẫn lăn lộn ở một tốc độ bằng người ta. Jenny đau quá, Jenny đau quá. Jenny đau ở trong tim rồi. Đau lắm. Nhưng mà nói nghe nè, mình tập cái bài này có khó khăn quá không?
Khó lắm. Tập liên tục, tập ngày tập đêm, ngày 3 tiếng đồng hồ lăn lộn. Có nghĩa là một ngày 24 tiếng đúng không? Là mình sẽ có 3 tiếng để mà mình tập nhảy. Yeah. Thời gian còn lại là mình ăn cơm tắm sườn bị chả. Chính xác là như vậy. Wow. Quá tuyệt vời. Và trong lúc tập, Jenny vẫn ăn nha. Ăn để có sức mà tập chứ không. Thí dụ như là cầm cái dĩa cơm tắm. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Cứ nhảy và ăn thôi hả? Dạ, nhìn anh đi rồi nhìn em này. Nhìn anh đi rồi nhìn em này. Ôi, sáng tạo quá. Anh Duy thấy sao nè? Trời ơi, thấy anh Duy rất là phấn khích mà cười quá trời cười. Bây giờ anh Duy nhận xét về cái nhân vật nặng ký này của bạn Long Chun ạ. Đầu tiên là khi mà bạn vừa bước ra sân khấu với đội hình 4 người và cái người đầu tiên phải che bạn, cô ấy đã không che được. Dù cô ấy rất cố nhưng không được. Nhưng mà phải nói là bạn đã tập luyện rất là kỹ. Tại vì vũ đạo Hàn Quốc rất là khó nhớ. Động tác này qua động tác kia rất nhanh và hầu như là không có lặp lại động tác nhiều. Cho nên là bạn có một cái khối lượng công việc cực kỳ lớn ở trong cái tuần này đúng không? Bạn phải làm việc rất là vất vả. Nói chung là bạn đã có một cái tiết mục rất là vui, rất là mắc cười và rất là giải trí dành cho khán giả. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ chắc là chúng ta phải nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Đại Nghĩa nha. Nói thật với các bạn luôn là anh đang bắt đầu trở thành fan của Blackpink. Hôm nay Blackpink nào? Dạ, phiên bản gốc nha chị. Dạ. Trời ơi. Thì hôm nay xem tiết mục này xong, có lẽ là mình sẽ phải suy nghĩ lại. Khi nào mình cảm thấy buồn, khi nào mình cảm thấy căng thẳng, mình phải xem lại cái bản này để mình được giải trí, để mình được lấy lại năng lượng, lấy lại tinh thần. Bởi vì các bạn làm quá vui. Yeah. Vừa bước ra thôi là anh đã mắc cười rồi. Cười liền. Mà anh đang nghĩ chứ tại sao trong cái cuộc đời này đâu phải không có những con người bự con bằng Long Chun đâu em. Nó không có lựa. Nó lựa ba con bé có chút ép vậy đó. Ra như cái lóng tai người học ta vậy tiêu. Nè. Rồi để mình Long Chun nó đứng lên, nó lừng lững, nó lộng lẫy, nó hừng hực một bầu trời. Ba con bé kia tội nghiệp lắm. Mà em ơi, khi mà em ngoáy ngoáy cái mông này nè, trời ơi cái dòng ba của em nó quyến rũ vô cùng tận. Trời nha. Cái này là mới ghê nè. Khi mà bé Jenny làm động tác vậy nè, nó làm cái hư một cái. Anh tưởng tượng anh đi tập gym mà tập cái bài squat đó em. Đó. Rồi mấy cái động tác mà quơ tay vậy nè, anh tưởng giống như mình đang chuẩn bị nâng tạ tới nơi không đó. Lúc nào nó cũng đầy năng lượng, nó hừng hực khí thế. Dĩ nhiên bây giờ Long Jun làm sao mà ép cái mình nó lại cho nhỏ được bằng như Jenny được. Đúng rồi, không? Sao được. Thật ra là em đã mặc 4 cái vớ. Mà nó vẫn không có gom cái đùi em lại bao nhiêu hết trơn đó. Dạ. Mà mày thôi duyên dáng là được rồi. Thì đó, dễ thương quá trời. Tức là cả ba em gái còn lại cũng phải dành lời khen cho các em luôn. Các em làm quá tốt, đã hỗ trợ cho bạn Long Jun của mình. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn những lời nhận xét đến từ phía ban giám khảo. Và một lần nữa xin chúc mừng Blackpink cũng như là Long Chun. Cảm ơn các bạn. Long Chun về chỗ. Cảm ơn ba bạn. Trời ơi, nó đi nước men quá. Cảm ơn ba bạn đã che chắn cho Long Chun trong tiết mục vừa rồi nha.